Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ nghề nè. Thì lên thanh lý cho anh em nữa ha. Thì giá là chưa bao gồm cái vận chuyển anh em. Thì em bán thanh lý thì em không có bao ship được nha. Rồi thì bán nè. Cái máy này nó hơi cổ nha. Máy này máy in da băng luôn nha anh em. Máy câu ha. Rồi máy câu này hơi cổ. Rồi bán cho anh em là máy câu này bán nhiêu vậy ta? 120.000 đi ha. Vậy cho anh em mình câu ha. Máy này hại nhiêu ta? Hại no 3 nè, chắc 3.000 quá. Thôi bán cho anh em, bán anh em 120 thôi ha. Rồi anh em mua liên hệ nha. Rồi đồ nghề nè, đó, hết mới này bán cho anh em 120 thôi, 120.000 nha. Đó em không bao ship anh em ha. Hai cái búa nha, một hai cái búa, ba cái vít, 3, 5, 7, 9, 10 cái vít nha. Rồi 120k luôn. Anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề nha. Chào cho em xin một like, nhấn nhắn vào nút đăng ký kênh nha anh em ha.